bây giờ tôi để ở đây luôn tại vì không có treo được cho nên là mình để trên sạp à, có mấy lần tôi để ở dưới nền nhưng mà những cái giống lan mà nó có giả hành như vậy này nó không thích ướt quá đâu cũng không thích tối quá phải nhiều ánh nắng thì cây mới đẹp các bạn ạ Đấy, bên này là một số những cái chậu mà tôi trồng từ ki toàn là ki của cây hoàng lạp thôi thì mới trồng được mấy tháng nó chưa có đẻ cho nên nhìn cái chậu nó còn hơn hơi bị sơ xác nhưng mà khi đẻ lên rồi ấy các bạn thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ rất là đẹp ví dụ như những chậu này tạm thời trước mắt ấy ủa dễ nó bám xuyên qua chậu đi xuống dưới này luôn này trước mắt ấy là chưa đẹp nhưng cái này nó đẻ ra sau đó mình bón phân vào Rồi mình làm cái móc mình treo lên Thì nó sẽ rất là đẹp các bạn ạ Chơi lan cần phải có thời gian Chứ không phải là chụp giật một sớm một chiều Nó không thể nhanh như vậy được Muốn có những cái cây lan to, khỏe Ú nu ú nần như kia Thì cũng cần phải đến hơn một năm đấy Kính chào quý vị Bây giờ là gần 10 giờ tối rồi Tôi đang triển khai để trồng nốt Cái lô Hoàng Lạp Hôm trước thì tôi nhập về được 6-7 lô gì đấy Thì trong đấy có lô Hoàng Lạp này à, Đây là hàng trọn Rất là sạch Và rất là đẹp à, Dụng cụ mà tôi chuẩn bị Trong buổi tối hôm nay Thì bao gồm có Chậu phi 18 có móc. Đây là dớn đĩa của hãng New Zita. Dớn này là dớn lai. Đây là dớn đĩa. Thì cái cây này là, cái đĩa này là dớn nâu. Và đây cũng là dớn đĩa. Đây là đĩa dớn đá. Thì chúng ta có một chút sự so sánh như này nhé. Dớn nâu á, nhẹ hơn mềm hơn. Dớn đá rất là cứng, cứng như một cục đá luôn. Còn dớn lai á là nó như kiểu là hai cái thằng này, thằng này với thằng này ấy, nó kết hợp với nhau thì tạo ra thằng này. Mềm hơn, xốp hơn, nhẹ hơn một chút. Đấy, thì nó ba loại. Thì các bạn có thể chọn loại nào cũng được. Cái loại dớn đá này thì rất là bền, siêu bền. 6 7 năm vẫn chưa hỏng, cái này thì phải 5 năm, cái này thì 3 đến 4 năm nó sẽ mục nha các bạn bên New Zita thì họ còn sản xuất New Zita Key và New Zita Plus đây thì hôm nay là tôi dùng cái New Zita Plus kích cỡ là 19 đến 12 mm là cái vỏ thông này rất là sạch tôi cũng không có xử lý gì hết cứ thế mà trồng thôi đó mình sẽ cho vào trong chậu một số những cái khóm lan nó có thể đứng như này thì mình sẽ trồng vào chậu nha các bạn nó đứng được này đó còn những cái khóm mà kiểu này nó nằm bẹt ra như này thì tôi sẽ trồng vào đĩa ví dụ như mình sẽ trồng ra đây một khóm này hai khóm này ba khóm. Đó, ví dụ như một cái đĩa này mình sẽ trồng ba khóm. Thì sau này ấy, cây nó sẽ để Để đẻ đẻ, đẻ 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 ra xung quanh, nó sẽ rất là đều và đẹp. Còn ví dụ như cái cây mà nó có thể đứng được như này mà mình trồng vào trong một cái đĩa thì nó cũng không đẹp lắm. Mình trồng vào chậu thì vẫn đạt hơn. Đấy, ví dụ như cái này đi. Cái này thì để đứng như này thì sẽ đẹp hơn là để nằm ngang các bạn ạ. Để nằm ngang như này không đẹp đâu, để đứng như này đẹp hơn này đó thì bây giờ tôi sẽ triển khai để tùy vào từng khóm mà mình sẽ có cái sự phối trí nó hợp lý hơn. Tôi mới trồng xong một đĩa thì cái mà tôi gắn vào trong cái đĩa này ấy, là cái thanh thép này. Mình sẽ bẻ hình chữ U, bẻ nó hình chữ U nhé các bạn. Sau đó thì cắm cái dễ hoặc là cắm cái thân già để giữ cố định còn ví dụ như cái khúc này cái cây này nó có dễ rồi này các bạn tôi để ở ngoài nền giàn lan ấy giá dễ luôn thì mình không trồng vào đĩa dớn được vì cái tư thế này thì trồng vào đĩa dớn rất khó cái này mình phải trồng vào chậu nha cái lô hoàng lạp này nó lùn quá các bạn ạ nó ngắn ngủn nè đâm ra là buộc vào trong cái chậu này rất khó trồng vào chậu thực sự rất là khó luôn để mà cố định được cái cây nó đứng ở trong chậu á mình phải chẳng qua chẳng lại đủ kiểu cho nên là tôi quyết định sẽ không trồng vào trong chậu nữa hạn chế trồng chậu còn lại mình sẽ trồng ở đĩa dớn dễ hơn cái nào mà khó thì vót nhọn một cái cây này cắm vào trong cái cục dớn này sau đó buộc cái cây lan này lên thì xem ra dễ hơn chứ còn buộc vào cái móc của cái chậu hơi bị khoai luôn đó các bạn cây này là cây hoàng lạp nhưng mà khi tôi mua thì cái người bán họ nói là cây sơn thủy tiên mình cũng chả hơi đâu mà đi cãi nhau với cái người bán làm gì nhưng mà tôi khẳng định với các bạn đây là cây hoàng lạp nha. Không thể nào mà nhìn một cái cây lùn lá hơi dày dày một chút này để phán là cây sơn thủy tiên được. Phải chờ hoa nó nở. Và cái tỷ lệ mà ra được cái hoa đột biến ý, là cây sơn thủy tiên. Cây sơn thủy tiên là cây đột biến của cây hoàng lạp. Đột biến của cây hoàng lạp. Tên khoa học là Dendrobium trisotosum vasovitimum. Thì cái cây sơn thủy tiên ấy, mắt nó sẽ khác mắt cây hoàng lạp nha. Lúc nào có hoa tôi sẽ quay để chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đây là hoàng lạp, không phải sơn thủy tiên. Người ta nói là cây hoàng lạp nhưng người ta bán với à, xin lỗi. Cái người bán ấy, họ nói là tên là sơn thủy tiên nhưng họ bán với giá của hoàng lạp. Cuối cùng thì cũng xong rồi cả nhà. Cái lô lan này rất khó trồng tôi được hai chậu sáu đĩa như vậy là ngày mai tôi sẽ mang ra ngoài giàn để lên trên sạp rồi ba ngày tưới một lần thật là đẫm chưa bón gì cả đợi lúc nào nó có mầm và nó có dễ thì lúc đấy mình sẽ bón ben 01 và 20 10 10. Về cơ bản thì cái quá trình trồng cây này đảm bảo cái tiêu chí này các bạn, lật qua lật lại nó không bị lắc. Cố gắng để hở những cái mắt của cái cây tơ ra, đừng để những cái mắt của cây tơ nó bị cắm vào cái gì đó hoặc là bị ụp xuống dưới đấy là cái cách trồng cơ bản mà tôi tôi đã áp dụng trong mấy năm đổ lại đây. Ngày xưa thì tôi không trồng được như vậy đâu. Hồi xưa trồng ẩu lắm.